Tân ạ, xin chào quý vị các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi Ngày Một Nhà Đẹp của công ty kiến trúc Tân ạ. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn ngôi nhà 2 tầng hiện đại mặt phố. Chủ nhân ngôi nhà là anh Thẳng ở đường Phường Hoàng Trung Đô, thành phố Vinh. Trước khi đến với ngôi nhà anh Thẳng thì là mời các bạn qua kênh YouTube của Nhà Đẹp Tân ạ. Các bạn chỉ cần đánh Nhà Đẹp Tân ạ vào nút tìm kiếm thì sẽ ra kênh của chúng tôi. Kênh của chúng tôi là giới thiệu các cái mẫu nhà, nhà cấp 4, nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, nhà tân cổ điển, nhà mặt phố, nhà hiện đại, vân vân. Và kèm theo đó là các cái video chia sẻ các cái quá trình thi công của từng hạng mục của một ngôi nhà, để từ đó các bạn có một chút kinh nghiệm, một chút chuyên môn để áp dụng vào việc xây dựng ngôi nhà của mình trên thực tế. Trở lại với ngôi nhà của anh Thắng, thì đến với công ty anh Thắng cũng tâm sự rằng là anh có một miếng đất với bề rộng là 6,6 m và chỉ có một mặt tiền, thì anh muốn làm nhà 2 tầng. Nhưng anh hỏi là liệu có thể làm đẹp được hay không, thì chúng tôi khẳng định với anh là có, là anh yên tâm. Và sau một thời gian trao đổi về cái hình khối bên ngoài và cái công năng bên trong, thì sản phẩm thiết kế đã ra đời mà anh Thẳng rất ưng ý. Cái ngôi nhà, tại vì ngôi nhà chúng tôi chọn là màu sắc chủ đạo vẫn là màu trắng và kết hợp với các cái màu sắc trung tĩnh. Thì chúng tôi chọn màu trắng chủ đạo bởi vì nó thể hiện cái sự sang trọng và nó bền với thời gian. Tầng 1 của ngôi nhà ở đây là được ốp gạch giả đá màu nâu đen, và cửa chính được làm bằng nhôm hệ sim pha, nhôm kính sim pha màu ghi. Cạnh tường ở cạnh tường ngăn cách hàng xóm là bố trí các cái ô trồng các cái cây hoa rất đẹp, bố trí theo tam cấp như thế này. Tầng 2 của ngôi nhà thì được bố trí sảnh nhô ra, và ở đây nhận nhà là cái hệ lắm bê tông sơn màu giả gỗ. Ban công được làm bằng kính cường lực và tẹp hộp. Điểm nhấn là cái bồn hoa ở đây, và được ốp gạch giả đá bên trên là cái hệ gian bằng thép hộp được sơn nhiều màu. Thời gian này đã vừa che mưa che nắng, cũng vừa là cái nơi treo các cái giỏ hoa phong lan là rất đẹp. Với cái hệ cửa ở đây thì toàn bộ chúng tôi bố trí là bằng nhôm kính, nhôm hệ sim pha màu ghi. Nó rất thể hiện cái sự sang trọng của ngôi nhà và nó tiết kiệm chi phí. Cổng ở đây thì chúng tôi cũng được sơn tường màu trắng và
Cánh cổng thì được bố trí bằng sắt sắt hộp, hệ sắt hộp màu vi tương phản nổi bật đến màu trắng của cột cổng và tường cổng. Để ngôi nhà thêm đặc sắc thì chúng tôi là bố trí trồng các cái cây hoa trên tầng 2 và cây cảnh trên mái cổng và bên ngoài cổng để tăng cái sức sống cho ngôi nhà. Và cái hệ mái ở đây là chúng tôi đổ mái băng và bên trên có lợp tôn tôn. Và ở đây chúng tôi bố trí cả cái lỗ thông sáng thông gió. Lỗ này có tác dụng lấy ánh sáng từ trên xuống. Với cái hệ bóng ở cả cái trần sảnh ở mái của tầng 2 và tầng 1 và cả cái bóng ở đỉnh cột đỉnh cổng thì ngôi nhà về đêm nhờ sự kết hợp ánh sáng từ trên xuống và từ trong hắt ra ngoài thì nó sẽ lung linh và lộng lẫy và rất bắt mắt sáng rực giữa màn đêm rất đẹp. Bây giờ ta đi vào bên trong kia công năng của ngôi nhà với cái bề rộng 6,6 m với chiều sâu là 12,98 m thì ngôi nhà được bố trí ở tầng 1 là một phòng ngủ dành cho bố mẹ anh Thắng. Người già là không leo được cầu thang. Còn phía ngoài là phòng khách kết hợp với thờ bàn thờ. Còn ngăn cách giữa cái phòng khách với cầu thang với bếp ăn là hai cái hệ lam ở đây và đây. Hai hệ lam này có tác dụng tạo cái thông thoáng giữa phòng khách và cầu thang và bếp ăn và tạo cái thẩm mỹ đẹp mắt khi ngồi phòng khách nhìn vào phía trong. Và nhà vệ sinh và sân rửa đặt ở vị trí cuối cùng của ngôi nhà. Ta lên tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà được bố trí là hai phòng ngủ. Một phòng ngủ rộng 12,7 m² và phòng ngủ rộng 11,2 m². Và ở phòng ngủ này thì có thêm một nhà vệ sinh riêng. Phòng ngủ này là để phục vụ cho vợ chồng anh Thắng, cho tiền sinh hoạt vợ chồng. Còn cuối của ngôi nhà vẫn là sân phơi đồ và nhà vệ sinh chung ở đây. Vừa rồi là cách bố trí công năng của ngôi nhà rất hợp lý, khoa học và thiết thực. Bây giờ ta đến với cái hình khối bên ngoài ngôi nhà một lần nữa. Từ cái mặt ngoài đấy. Và khi không có cổng thì ta nhìn từ tầng 1 đến tầng 2 rất đẹp, rất bắt mắt và sáng tạo. Vừa rồi là tôi trình bày ngôi nhà của anh Thắng ở Phương Hoàng Trung Đô, thành phố Vinh. Tuy là ngôi nhà 2 tầng nhưng mà nó thể hiện được cái đẹp độc đáo của kiến trúc ngôi nhà. Các bạn thấy thú vị và thiết thực, có thể áp dụng cho ngôi nhà trên thực tế trong tương lai của mình thì các bạn vào trang của chúng tôi và đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ cái video nào nào cả.
Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ở video sau.